Thầy thì đồng Phật, chư vị Phật tử ở đây chúng ta thọ trì kinh vô lượng thọ cũng như là niệm danh hiệu A Di Đà Phật để một đời chúng ta cùng học của Thế Phật A Di Đà, thì chúng ta biết pháp môn này không ngoài đó là tinh nguyện hạnh. Nếu mà nói tinh thì như Ngài Tổ Đức Đại Sư nói, tính thì phải đầy đủ, đó là sống đức tin, tin sự, tin lý, tin tự, tin tha, tin nhân và tin quả. Hầu như chúng ta tu tịnh độ, chúng ta chỉ nghĩ là tin có Đức Phật A Di Đà, tin có Đức Phật A Di Đà cũng là một đức tin ở trong đó. Nhưng Tổ Đức Đại Sư Ngài lại nói ra sống đức tin, vì bản thân chúng ta mặc dù để chúng ta tin có giáo chủ Đức Phật A Di Đà, nhưng trong tâm của mình thường hay đó là thói chuyện với đức tin ấy. Lúc thì chúng ta tuyệt đối chúng ta tin tưởng, chúng ta phát nguyện, có lúc rồi chúng ta giải đãi, chúng ta không còn tha thiết nữa, thì chính vì cái lòng tin mà chưa đầy đủ đó nên chúng ta mới bị khó chịu. Đại chúng biết vào thời đại ngày hôm nay trong kinh nói rất rõ, đó là thời đại mạt pháp này, và trong quyển Niệm Phật Tập Yếu của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Ngài là sơ tổ của Mật Tịnh Đạo Tràng của Việt Nam mình, đó là Mật Tịnh Song Tu. Ngài rất thích giận của Ngài một vị đó là thiền sư, và vị thiền sư này có nói rằng về đời mạt pháp sau này, nếu người nào không niệm danh hiệu A Di Đà Phật thì chắc chắn phải đọa vào địa ngục. Đây là lời nói trong Niệm Phật Thập Yếu. Đây cái gì giáo hóa tập nguyện Niệm Phật Thập Yếu rất là nhiều lần, và thấy lời văn ở trong đó riêng Ngài có thích giận của Ngài thiền sư, vị thiền sư, và vị thiền sư đã nói rằng về đời sau này, nếu người nào không tin tưởng bốn chữ A Di Đà Phật, người này vẫn phải luân hồi, vẫn phải chịu khổ. Thật sự vào pháp môn tịnh độ ngày hôm nay, chúng ta tu tập rất nhiều cách niệm Phật A Di Đà khác nhau. Có người thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có người niệm A Di Đà Phật, lại có người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lại có người niệm A Di Đà Phật, còn có người niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật nữa. Có một số người chỉ niệm danh hiệu niệm Phật như vậy. Người niệm nhiều thì chiên, người niệm ít, người niệm ít thì phỉ bán, người niệm nhiều. Vậy phải làm sao để có thể chung thông với nhau tu học trong Phật pháp? Vì sao ngày hôm nay tu tịnh độ ra nhiều đường hướng như vậy? Và đã nhiều đường hướng như vậy rồi, nếu mà còn bài xích lẫn nhau thì đó là điều không nên. Hồi xưa các vị hồi xưa như thiền tông kháng thoại đầu, ai là người đang niệm Phật, họ chỉ cần kháng thoại đầu thôi, một câu nói đó thôi, họ còn có thể biết A La Hán. Ngày hôm nay chúng ta niệm danh hiệu của Phật A Di Đà chẳng lẽ không thành tựu sao? Đại chúng phải hiểu rõ cái chỗ này, cái chỗ quan trọng nhất của người tu tập pháp môn tịnh độ, đó là làm sao chúng ta mỗi ngày niệm Phật mỗi cách lực hơn, mỗi ngày niệm Phật càng an lạc hơn, và mỗi ngày tinh tâm niệm Phật mình càng ngày càng vững chắc hơn. Bây giờ nhiều người, rất nhiều người bị bán đối với pháp môn tịnh độ này cũng vì họ không hiểu mà ra. Thật sự là họ không hiểu. Bây giờ trong kinh nói rất rõ ràng, ông Quan Đại Sư cũng nói đó là sáu chữ chẳng thiếu và bốn chữ chẳng thừa, tức là niệm sáu chữ cũng được, niệm bốn chữ cũng được. Trong lợi Phật Đạt Kia người ta đọc có câu gì, quét bụi trên bậc và còn chứng A La Hán, không có niệm Phật đâu, quét bụi trên bậc thôi vậy mà còn chứng A La Hán, huống gì danh hiệu của Đức Phật, chẳng lẽ thua câu nói đó sao? Nếu có thể chúng ta ngẫm nghĩ lại, chúng ta nhìn nhận lại thì
thì chúng ta mới thấy được một điều rằng chúng ta niệm danh hiệu của Phật A Di Đà, mỗi người mỗi căn cơ, mỗi người đều có cách niệm duyên. Nếu chúng ta thích niệm cách nào thì chúng ta cứ duy trì chúng ta niệm, không sao hết. Hồi xưa có thiền sư Huệ Giác, đệ tử của thiền sư Huệ Giác, đệ tử của thiền sư Huệ Giác có một vị nữ cư sĩ. Thì thiền sư Huệ Giác mới dạy cho cái nữ cư sĩ này một cái câu, đó là dẹp dẹp hết đi, là bốn chữ. Thì cái nữ cư sĩ này về ngày nào cũng dẹp dẹp hết đi, dẹp dẹp hết đi. 10 năm sau, lúc bấy giờ bà nghe tin đứa con mình chết, bà mới nói dẹp dẹp hết đi. Lại kế tiếp sau này nghe tin nhà mình bị cháy, bà nó dẹp dẹp hết đi. Đến lúc đó bà đang nấu ăn, bà đổ bánh xèo đó là trong chảo nóng, thì lúc bấy giờ bà đổ bột vào, nghe lập tức nghe tiếng xèo và bà ngộ đạo minh tâm kiến tánh. Lúc bấy giờ tánh lễ thì sư Huệ Giác cầu ứng chứng mình là ngộ đạo. Một câu dẹp dẹp hết đi mà họ còn có việc đánh tan được phiền não và chứng A La Hán. Một danh hiệu A Di Đà Phật nếu biết niệm đúng cách còn tuyệt vời hơn như vậy nữa, vì A Di Đà Phật là quả giác, là vạn đức hồng danh, đã là công đức của Phật A Di Đà. Mà chẳng lẽ chúng ta niệm mà không được lợi lạc sao? Niệm không được lợi lạc là do bản thân mình không tin tưởng, giải đãi, làm biến, thì chúng ta niệm nó không có hiệu quả. Chứ thật sự niệm Phật hiệu A Di Đà là người này nhất định sẽ được về tây phương cực lạc. Bởi vì sao ngày hôm nay chúng ta tu tập pháp môn tịnh độ? Chúng ta phải biết rằng vào thời đại ngày hôm nay, những pháp môn khác chúng ta không có cửa để chúng ta tu tập, không phải những pháp môn khác. Hôm nay pháp môn của nhà Phật 84.000 pháp môn, pháp môn nào cũng là tuyệt vời cả, nhưng mà các tánh chúng sanh có kém cục không giống nhau. Giống như luật cổ, trong luật cổ Đàn Kinh có nói rằng ngài chuyên tiếp nhận những căn cơ đó là những bậc thường thường. Nếu ngài tiếp nhận những người thường thường và những người hạ hạ, làm sao ai tiếp độ đây? Những người hạ hạ không sanh hết, có ai là tiếp độ? Bởi vì pháp môn tịnh độ này dưới là những người, những bà già lẩm cẩm cho đến không biết chữ, những hàng có thể là những người tật nguyền đuôi mù, những người khổ đạo trên cho đến văn thù và khổ hiền cũng tu pháp môn này. Nhất là chúng ta thấy trong kinh nó nói rằng, mà Thượng Tịnh Pháp cũng nói đó là Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao thành Phật? Vì niệm A Di Đà Phật là thành Phật. Lúc Nhật Hóa nghe được lời này, nghe mà Thượng Tịnh Pháp nói, bản thân mình cũng thở lẽ ra mình thấy hạnh phúc. Nhưng mà mình nói, ủa, Thích Ca Mâu Ni Phật niệm Phật thành Phật ở đâu mà có lời nói đó, ở đâu mà ngài nói ra lời nói này? Thì ra là trong Kinh Di Đà. Ngài Bảo Đức Đại Sư, ngài làm yếu giải của Di Đà và ngài trích dẫn vào kinh văn 10 phương kinh Phật tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật, nói rằng ngài ở thế gian này thực hành pháp khó này, rồi lại đem pháp đó truyền giao cho những chúng sanh trong đời, truyền giao cho những chúng sanh, đó là những việc khó trong muôn ngàn điều khó. Vậy thì pháp môn mà ngài thực hành khó khăn đó và truyền trao với mọi người, đó là pháp môn gì? Đó là niệm Phật. Kinh A Di Đà nói rất rõ việc Thích Ca Mâu Ni Phật được 10 phương chư Phật tán thán rằng ngài dùng pháp môn đã khó tin này, rồi lại đem pháp khó tin này truyền trao cho tất cả mọi người. Đó chính là câu nói Thích Ca Mâu Ni Phật niệm Phật mà thành Phật. Nên thành thử ra đại chúng chúng ta biết rằng Phật cũng niệm Phật, cuốn gì ngày hôm nay chúng ta không niệm Phật. Ngày hôm nay chúng ta niệm Phật thì chúng ta được công đức của Phật.
Nhận hóa có một cái bà cụ quy y cho bà cụ này pháp danh là Ly Lạc. Bà cụ này 7-8 năm trước bà cụ bị ung thư, và bác sĩ trả về và gia đình không cho cụ này biết. Nhưng mà rồi cụ vô tình ngày hôm đó là cụ gặp được một người Phật tử thì khuyên bà hãy tìm Phật đinh. Mà bà cụ này đặc biệt một điều không biết chữ, bà bị ung thư đường ruột cái gì mà nói hư hết rồi, nói chung là bác sĩ trả hết rồi, thì bà cụ về mới chăm chỉ niệm Phật. Nhưng bà được cái đặc biệt đó là bà thích niệm Phật. Lúc bây giờ có người cho bà cái máy nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không giảng, bà mới nghe pháp Hòa Thượng giảng hay quá mà tôi không biết đọc chữ Kinh Vô Lượng Thọ làm sao mà tôi đọc được. Cái bà mới hàng ngày bà niệm Phật, rồi bà nói có một ngày con biết chữ để con có thể đọc được bộ kinh này. Bà niệm Phật một thời gian mà bà kể rằng á, thầy ơi con niệm Phật mà con ngồi từ lúc 4 giờ sáng mà đến 2 giờ chiều mà con ngồi cái ông chồng con nói bà cũng chết sao mà ngồi dữ vậy. Cái đó giờ còn sáng mà ông kêu tôi để niệm thì đã chết. Cái là người ta niệm cho đến lúc quên cả thời gian, còn cụ này niệm quên thời gian, ngồi lâu nhưng bà thấy ngắn. Bà nói mới ngồi một tí xíu mà ông cũng bắt tôi đi đâu ăn. Ông ngồi từ 4 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều, sáng không ăn, trưa không ăn, còn quên mất thời gian rồi. Bà niệm đến như vậy. Nhưng mà đặc biệt một điều, niệm thời gian xong tự nhiên bà mở cái Vô Lượng Thọ và đọc được các cụ, đã đọc được cái Vô Lượng Thọ. Mà không phải đọc được cái Vô Lượng Thọ mà bà còn đọc được Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tụng Biên. Vừa để hóa ra nói thầy ơi bây giờ con đọc được Ấn Quang Pháp Sư Tụng Biên luôn rồi thầy ơi, rất là tuyệt vời. Các cụ thấy không, bà cụ này 70 tuổi rồi, 70 tuổi rồi không biết chữ, y mà niệm Phật thời gian biết chữ luôn, đọc cái Vô Lượng Thọ đó rất luôn, mà lại đọc thêm những sách của Phật nữa. Đó là vi diệu. Và không phải như vậy mà bà cụ đi khám bệnh thì nói bà cụ không từ bệnh ung thư mà đến lúc cụ không còn bất kỳ một cái bệnh gì hết. Bà cụ này là pháp danh là Liên Lạc ở Bình Định, ở Hoài Nhơn Bình Định. Rất là vi diệu. Nên các cụ thấy bản thân mình tại sao không hưởng được cái sự vi diệu từ trong Phật pháp, không phải là Phật thiên vị, Phật thiên vị hay bản thân mình có vấn đề. Các cụ có bao giờ nghĩ không, bản thân mình có vấn đề hay Phật có vấn đề? Thật sự mà nói, cái việc mà được sự gia hộ của Đức Phật tất cả đều do lòng thành. Và cụ nói ban sơ như con niệm Phật á, là người thân trong con là một tấm hình Phật, để cho tấm hình Phật đó như quyển kinh mà con không biết chữ, con không biết để đó. Nhưng mà rồi bị lén, tại vì ông chồng nguyên cái gia đình là người bị nhiễm mạnh, bị tắc quan, thì ngay chỗ đó làm việc không ai mà tin tưởng việc làm hết. Nên bà cụ rất sợ, mỗi ngày bà cụ mở tủ cao á, bà cụ lấy ra, bà cụ nhìn Phật, rồi bà cụ lại lau chùi sạch sẽ, cất sạch sẽ. Đó là tâm cung kính. Mà Ấn Quang Đại Sư nói một phần thành kính được một phần lợi ích, nhiều phần thành kính được nhiều phần lợi ích. Nhưng mà cụ bà làm được là do tâm thành. Ngày hôm nay ở trong chúng ta đây ai cũng sẽ làm được. Hầu như vào thời đại ngày hôm nay rồi, bản thân mình mới cảm nhận được những gì mà Phật nói càng ngày càng rõ ràng hơn. Đức Phật nói với chúng ta là ở thế gian này rất là khổ. Đức Phật nêu lên ba nỗi khổ, đó là bát khổ, gọi là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Đối với bát khổ thì chúng ta biết đó là gì? Sanh, lão, bệnh, tử. Ngoài ra còn ái biệt ly khổ, oán tán hội khổ, cầu không được cũng khổ, ngủ ấm sinh thành khổ. Đối với cái sanh khổ thì bản thân mình không biết, nhưng trong kinh nói rất rõ,
là lúc mà chúng ta đã bào thai, người mẹ uống nước làm hoa thì chúng ta giống như trong địa ngục hạ tầng. Khi mà người mẹ uống nóng quá thì mình ở trong đó giống địa ngục hỏa này. Nhưng mà cái nỗi khổ của sanh chúng ta không nhớ, nhưng mà chúng ta biết rằng người xưa có nói thoạt sanh ra là già khóc nghé, trần có vui, sanh trả cười thì. Nếu sinh ra cõi này thật sự là vui sướng thì đáng lẽ chúng ta phải cười khi sinh ra thế gian này, chứ đơn cả trẻ nào sinh ra cũng phải khóc cả, không khóc cũng phải đánh cho mà khóc để gì, để đỡ khổ. Các cụ thấy đúng không? À, các cụ con cái nhiều nên khi mà con mình sinh ra là bắt buộc phải khóc, nên người xưa mới nói là vừa sinh ra là đã khóc rồi. Trần cảnh này có vui, trần gian này có vui, tại sao chúng ta không cười đi mà lại khóc? Vì sanh là khổ. Còn nói sanh khổ, Phật lại nói lão khổ. Lão là gì? Là lớn tuổi, già. Nhưng mà các cụ phải nhớ thời đại này cũng không phải sanh lão nữa, mà sanh tịnh tử. Sanh tịnh tử nhiều, thậm chí là sanh ra và tử. Đến người xưa thường thấy nói đừng để tuổi già mới điệp vào mồ hoang đầy dậy kẻ thiếu niên, mà tại lão lai phương điệp còn cô mình đã bị thiếu niên nhân. Đừng để tuổi già mới điệp vào ở ngoài làm kìa, mồ hoang kìa, nhiều người còn trẻ lắm. Và sự đến tuổi các cụ mà sống lão như thế này đó là đại phước rồi, đó là có phước lắm mới sống gì từ 60-70 trở lên là các cụ có phước rồi. Nhưng mà còn nói người già có nỗi khổ đó là tình hoạn nhiều, trí tuệ thì kém bớt đi cũng nhiều, nên đang cần lại gặp những chuyện không vui thì lại không giải tỏa được. Lỡ ở nhà con mình nói lớn tiếng cái hay là nó không nghe lời thì đang nay giận hờn buồn bực khó chịu tối cũng không được, rồi lên cao huyết áp, rồi đường huyết, có khi là trở lên cả xá nữa, cũng vì cái tức cái giận. Có bà cụ đó, bà nói với con không nghe, bà tức quá, bà đóng cửa phòng, bà đến nằm ở trong phòng tức xong thì khó nổi. Cuối cùng cái gì, huyết áp cao lên, bắt đầu người dễ đành đạt. Hơn sau mọi người biết được đặt cửa đưa bà cụ đi bệnh viện. Nhưng mà nếu học phòng rồi các cụ phải biết rõ, nếu mà xảy ra tình trạng đến mức là giận con mình tức mình thì thôi, mình để sức khỏe để mình niệm Phật. Mỗi lần các cụ mà giận hờn con gái mình ấy, thì làm cho con mình tổn phước một phần. Con mình đã mang tội bất hiếu rồi, nó không biết hiếu dưỡng mình rồi, nên giận nó càng nhiều thì nó càng thiếu phước. Các cụ của con mình ngày nào con phải có phước, mà ngày nào cũng ghét đi giận nó thì nó lại gì, thiếu phước. Vậy ngày hôm nay có giận nó nữa không? Phải không? Đúng rồi. Các cụ giận là con phải thiếu phước. Thiếu phước thì sao? Thì gặp trắc trở nhiều, buồn phiền nhiều, làm ăn thất bại. Mà nó càng thất bại nhiều thì nó càng làm cho mình buồn nhiều. Nên ngày hôm nay biết rồi, con mình nó có lỡ lời hay nó nói gì nó không hay với mình, mình cũng phải gì, thị xã buông, đừng có trách tiếu nữa, đừng làm khổ chính mình. Phải lúc mình đã khổ rồi lại làm cho con mình thiếu phước. Người biết được chỗ này thì họ càng sống vui lưng hơn. Con cái mà nó lỡ mà nó làm gì trần thế thôi, do niệm Phật, giận hờn nó thiếu phước để tội cho nó. Nên người càng lớn tuổi bao nhiêu thì càng phải trân trọng thời gian của mình bấy nhiêu, trân trọng thời gian mình còn ở tại thế gian này để mà tranh thủ mà niệm Phật dùng tâm cho tác lực để về niệm Phật. Thật sự
ngày tháng này là tháng bảy, thật sự là tháng vu lan, tháng báo hiếu, tháng để nói về công ơn của cha mẹ, ơn nghĩa sanh thành. Nhưng cho dù là công ơn cha mẹ, ơn nghĩa sanh thành, đối với chúng ta học pháp môn tịnh độ, chúng ta biết đó là gì? Điều mà hiếu hạnh nhất vẫn là về Tây Phương Cực Lạc là hiếu hạnh nhất. Chúng ta về Tây Phương Cực Lạc chả phải là chúng ta công đức này của mình chỉ có thể đến với người thân của mình hoặc là cha mẹ mình, mà khi về Tây Phương Cực Lạc, một người đắc đạo phụ huyền thăng. Về Tây Phương Cực Lạc có thật sự đắc đạo không? Nếu các cụ đọc cái vô lượng họ hiểu rõ, người về Tây Phương Cực Lạc là người thành Phật. Vì sao nói người về Tây Phương Cực Lạc là người thành Phật? Vì họ về Tây Phương Cực Lạc rồi, họ sẽ không trở lại thế gian này và bị đọa vào địa ngục nào, bị xuất sanh trời người A-tu-la nữa. Vì người về Tây Phương Cực Lạc là thọ mạng là vô lượng, thọ mạng vô lượng nên họ sẽ tu cho đến khi họ thành Phật mà thôi. Nên người về Tây Phương Cực Lạc là người đắc đạo, là người thành Phật. Như trong kinh có nói rất rõ, người về Tây Phương Cực Lạc sẽ trở thành Bồ Tát Bất Thối. Bất Thối Chuyển là Bồ Tát. Ngài Thiền Đạo Đại Sư nói đó là từ ngôi vị thập địa trở lên, thập địa Bồ Tát, thập địa rồi đẳng giác, rồi đẳng giác là giống như Bồ Tát Quán Thế Âm vậy, cho nên thành Phật rất nhanh như vậy. Nên người về Tây Phương Cực Lạc, con cái mình sẽ được hưởng phước này, nhất là các cụ. Giờ ta thấy ở đây các cụ nhiều, nhất là các cụ phải làm sao mà đến lúc mà ra đi của các cụ buông hết tất cả những ý niệm, buông hết những ý niệm về con, về cháu, về chắc, về tiền bạc, buông hết thì các cụ mới có thể về với các cụ. Và còn một cái dính mắt thì các cụ là đi không được. Sở dĩ pháp môn này thuận tiện để tu tập là nhờ nguyện thứ 18 thập niệm vạn sanh. Người đến lúc lâm chung có thể niệm danh hiệu của Phật từ 1 đến 10 niệm, nhất định người này sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hạnh nguyện của Phật A Di Đà là như vậy. Nên những pháp môn khác cũng đặc biệt đó, nhưng mà vì sao chúng ta không tu? Vì bản thân mình không đủ thời gian và không đủ căn cơ. Riêng pháp môn này là nương nhờ tha lực của Phật A Di Đà, đến lúc lâm chung của mình được Phật tiếp dẫn. Những pháp môn khác đòi hỏi các cụ phải chứng quả, đòi hỏi phải chứng quả, đòi hỏi phải chết tâm. Nhưng có môn điện Phật phải thốt đòi hỏi mình, có môn điện Phật đòi hỏi mức độ đến lúc lâm chung phải điện Phật từ 1 niệm đến 10 niệm, nhất định được vãng sanh. Nên thành thử ra những lá hay khuyên Phật tử chúng ta giữ chánh kiến cho bản thân mình. Giữ chánh kiến này chính là chúng ta làm sao để lựa chọn các pháp môn tu. Bây giờ hóa gặp Hòa Thượng Lên Con, Ngài nói câu rất là hay. Ngài nói tôi lựa chọn một pháp môn tịnh độ hơn 50 năm rồi. Tôi khi tôi tiếp xúc với kinh điển nhiều và tôi học đến pháp môn niệm Phật thì tôi lựa chọn ngay pháp môn này. Thì pháp môn này là dễ thực hành nhất, dễ thực hành nhất. Những pháp môn khác không có hạnh nguyện để tiếp dẫn mình về trên đó. Giống như là Đức Di Lặc có nói rằng người muốn sanh về nội địa cao súc phải hành sâu vào tam muội. Sự tam muội là A La Hán, lý là Bồ Tát. Thì ngay cửa đó mình đã không có Phật rồi. Riêng A Di Đà Phật, Ngài có đại quyền lực, đại từ bi, biết chúng sanh ở cõi này chịu rất là nhiều nỗi khổ,
Nhưng nếu mà để tu những pháp môn khác thì bản thân họ không có tâm và cũng không có thời gian, nên chỉ khuyên họ đó là thực hành niệm Phật, đi đến nằm ngồi đều niệm Phật. Niệm Phật tha thiết để khi chúng ta lâm chung. Nhưng mà các cụ nên nhớ, có nghĩa là bản thân mình ngày hôm nay niệm Phật, hàng ngày phải tranh thủ thời gian niệm Phật, thì lúc lâm chung mình phải nhớ cái cụ cốc cụ đá của A Di Đà Phật, làm gì gần mình của A Di Đà Phật, phải thành thói quen. Mà muốn như vậy phải thực tập nhiều. Nên người xưa kia tổ nói rằng rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, không thành chánh niệm lưỡi hầu tê. Nếu như mình gặp không kiên nhất, đâu dễ lâm chung lúc trở về. Rất sợ lúc lâm chung là thời khắc chúng ta chuẩn bị ra đi, nghiệp thức nó mê man. Lúc bấy giờ không thành chánh niệm thì hàng ngày đâu có tập đâu. Không thành chánh niệm lưỡi hầu tê, lưỡi hầu nghĩa là lúc đó miệng lưỡi chúng ta tê cứng rồi, không niệm Phật được nữa rồi. Sợ nhất là lúc đó không thành chánh niệm lưỡi hầu tê. Nếu như định nhập không chuyên nhất, nếu như định định thời hàng ngày nè, các cụ không chịu niệm Phật, đâu dễ lâm chung lúc trở về, đâu dễ lúc khi các cụ ra đi trở về tay xuống cực lạc được. Nên chư tổ còn sợ như vậy và làm thi hơn như vậy, muốn như ngày hôm nay chúng ta định các cụ nhất định là phải giữ câu A Di Đà Phật, giống như ông Quan Đại Sư nói, lên đừng để lên núi cống rồi trở về cái tay con. Đừng để mặc được pháp môn này rồi rồi mà bỏ không niệm nữa, cuối cùng không được lợi ích gì hết. Nhưng người nếu là tha thiết thì được lợi ích, được vãng sanh. Rất nhiều người được vãng sanh, niệm danh hiệu A Di Đà Phật là được vãng sanh. Khi các cụ mà thật sự là chân thật niệm Phật như vậy rồi thì đến lúc lâm chung Phật A Di Đà tiếp dẫn mình về nơi của cực lạc. Đó là điều chân thật nhất, đó là điều quý giá nhất. Nên giờ hóa tiếp xúc với một vị hòa thượng, đó là sư ông Thượng Thiện Hạnh. Ngài ẩn tu ở trong đại làng Đại Ninh, ở trong làng Đại Ninh Ngài ẩn tu thì mấy chục năm ở trong đó. Nhiều lần người mắt gặp Ngài thì Ngài cũng khi chịu còn thôi. Ngài nói tôi dạy đệ tử rất là nhiều, nhưng riêng bản thân mình thì chỉ chuyên nhất niệm Phật. Thì đến lúc cuối đời của Ngài, vì Giáo Hóa tiếp xúc Ngài nhiều nên Giáo Hóa thấy Ngài đơn giản lắm. Nhưng những người càng đơn giản như vậy thì cái sự không càng có ở trong đó. Đến lúc là lâm chung của Ngài, trước 3 tháng Ngài ra cung thọ một lần, ra gặp đệ tử. Ngài nói đây là lần cuối cùng Thầy ra gặp con. Khi Thầy ra đây, con phải là người chăm lo cho các đệ còn lại. Thì bây giờ thì đệ tử nghe tin thì về xây tháp. Và khi Ngài đến cung thọ rồi thì trước tiên là Ngài đi đến Quảng Nam là nơi Ngài xuất gia. Khi xong rồi lễ tổ giống như Hòa Thượng Hải hiện vậy, rồi Ngài về trở lại thì đệ tử tranh thủ xây tháp. Thì đúng 3 tháng tháp xây xong. Ngày đó sư ông rất là khỏe, Hòa Thượng 86, 87 tuổi, Ngài rất là khỏe, ăn uống rất là bình thường. Ngài mới hỏi đệ tử lúc tới giờ là 7 giờ tối rồi. Ngài nói với đệ tử rằng bây giờ là 7 giờ. Đệ tử bước ra ngoài để làm chùa Đại Ninh thì cứ đúng 7 giờ là tất cả các chuông đều vang lên. Thì đệ tử nói dạ, giờ 7 giờ rồi. Thì Hòa Thượng mới nói vài lời với đệ tử
phải chắp tay lên niệm Nam Mô A Di Đà Phật và xong. Các cụ thấy tuyệt vời không? Rất là đơn giản. Nên câu chuyện này giờ Pháp có kể, còn cũng có nhiều người biết, đưa lên trên mạng về vị hòa thượng này. Nhưng mà vì các ngài ở tôi cũng chả ai biết đến các ngài hết. Nhưng mà tuy là không ai biết đến các ngài, nhưng khi các ngài ra đi, các ngài có thể độ tất cả chúng sanh mà không có sự chướng ngại, dùng qua cái âm bộ đó. Thân thì ở Tây Phương, nhưng thân phụ tuyến khắp pháp giới để độ chúng sanh. Nên các cụ cũng vậy, chúng ta thực hành pháp môn niệm Phật này, tùy mỗi người thích niệm như thế nào thì niệm. Giờ ta nói niệm 6 chữ cũng đúng, các cụ niệm cũng được, Nam Mô A Di Đà Phật các vị cụ niệm cũng được, các cụ niệm 4 chữ các vị Đà Phật cũng được, hay là người nào thích niệm A Di Đà Phật cũng được, hay là thích niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật cũng được. Niệm Phật nào, Phật A Di Đà, danh hiệu nào cũng được, nhưng phải gì? Phát nguyện vạn sanh. Phát nguyện vạn sanh thì mới có phần vạn sanh. Phát nguyện giống như là một cái động lực, như là một cái sự mà để cho mình phấn đấu tiến đến mục tiêu. Giống như các cụ ngày hôm nay muốn đến một cái nơi nào đó, hay là muốn đến đất nước nào đó, thì chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để mình có thể đến nơi đó. Thì khi chuẩn bị như vậy rồi thì trong tâm mình sẽ bắt đầu gì? Sẽ tham đi. Giống như có nhiều người họ đi Mỹ hay đi nước ngoài thì họ bắt đầu họ chuẩn bị hành lý hành trang. Ồ, yêu cầu của đất nước bên đó là như thế nào thì bắt đầu bên đây họ chuẩn bị rất là thương mắt để mà đi cái đi cọc bóng. Để mà khi đi qua bên đó rồi thì mình đã đầy đủ rồi. Ngày hôm nay chúng ta muốn về Tây Phương Cực Lạc thì cũng phải phát nguyện. Phát nguyện là một cái động lực để cho mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tiến tu, mình vững chãi hơn. Khi mình biết mình phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc thì bắt đầu mình thực tập bằng cách đó là phúc tập, đồng tính, hôn tập, nguyện và hốt tập hành. Và mỗi đại sư có nói rằng muốn bàn sanh được hay không hoàn toàn nơi tính nguyện. Bàn sanh còn bị cao hay thấp đó là do công phu niệm Phật. Bàn sanh được hay không là do tính nguyện. Sao tính nguyện quan trọng như vậy? Trong cái vô lượng thọ phẩm ba phẩm bàn sanh cũng nói người hàng ngày không hạn, người là hàng ngày nhớ nghĩ đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hàng đêm nghĩ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hạng người này lúc lâm chung được Phật đến tiếp dẫn. Các cụ đọc lên các cụ thấy không này, rất rõ ràng. Có nghĩa là hàng ngày các cụ nhớ nghĩ mong muốn về Tây Phương Cực Lạc thì đến lúc lâm chung tự nhiên trong lòng mình muốn về Tây Phương Cực Lạc. Khi khởi ý niệm đó rồi thì nhớ đến mình phải về với Phật A Di Đà, thì lúc bấy giờ Phật A Di Đà tiếp mình dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc. Không phải chỉ các cụ hàng ngày đến lúc lâm chung thì lúc miệng không niệm được, nhưng ý niệm vẫn còn hoàn toàn được. Ý niệm ở đây do hàng ngày huấn tập, huấn tập càng nhiều ý niệm muốn về Cực Lạc thì đến lúc lâm chung các cụ sẽ về Cực Lạc được. Mà muốn không, nhưng mà có một điều ở người tu tịnh độ mình, đó là chúng ta mong muốn, chúng ta tha thiết, chúng ta muốn về với Phật A Di Đà để thoát khổ, chứ không phải chúng ta mong cầu một cách thái quá. Có nhiều người mong cầu thái quá, nó tu vi phát nguyện, tu phát nguyện bản sanh, hoặc phải đến nước tôi liền, hay là tu vi phát nguyện bản sanh 3 năm, Phật A Di Đà phải đến tiếp dẫn. Không được như vậy, đó là mong cầu thái quá mà phước đức mình chưa đủ. Trong kinh Di Đà có nói rằng bất thiệu thiện căn phước đức nhân duyên tác sanh kỳ phúc, không thể dùng chút tích thiện căn phước đức nhân duyên kia, phước đức nhân duyên mà để sanh về nước kia. Không phải dùng một trí tuệ đó mà sanh về nước kia. Vậy thì cần phải làm gì? Cần phải tha thiết mong tập niệm Phật. Các cụ cứ phát nguyện tại sanh,
cái cụ cứ tha thiết về, còn điện đưa mình về, đó là điện của Phật. Đứng lên về là điện của Phật, còn việc mà của mình đó là ngày cố gắng chăm chỉ tha thiết giữ vững lòng tin không thối chuyện, đó là việc mà bản thân mình phải làm, đó là giữ vững tính nguyện hạnh của mình, không để gián đoạn. Ngày hôm nay nhận hóa cũng như chúng ta đến đây để mà trước là lễ Phật lễ tổ, sau đến viên thăm thầy, cũng như là đạo tràng có vài điều chia sẻ với đại chúng. Người con hồng ân tam bảo, chư thiên long ác bộ gia hộ cho thầy pháp thể thiên đan, chúng sanh tùy độ hoặc sự viên thành. Người hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả quý phật tử hiện tại có mặt nơi đây luôn được bình an hạnh phúc, luôn sống trong ánh từ quan của Phật A Di Đà, để mọi người đều có thể một đời luôn được nhiều điều may mắn, và nhất là biết trước ngày giờ tự tại bản sanh về với A Di Đà Phật. Thời đại mà cái vật chất nó lên cao mà
chùa, con được niệm Phật, con ngồi chung với tinh thần cùng cái hơi thở, còn ngồi đây để thấy Phật, thấy Pháp, thấy Tăng là một điều hạnh phúc mà đến ngày bây giờ nếu mình cảm nhận được. Hồi nãy có nói chuyện với sư phụ chương trình, cuộc đời nó vui thường, nó vui thường trong từng ngày. Chị cô cũng có thể như vậy, không phải như vậy. Thì mình nghe nói mình nghe cũng mới bị tai nạn giao thông trước khi đây 2 ngày. Thấy cuộc đời sao mà nó vui thường, nó như thế lúc nào. Còn mới đi có sự ngộ thông với chị, có sự ngộ thông là người Việt Nam là đại diện duy nhất của người Việt Nam của hội truyền thông ngày cũng bước vừa đã đi thì chính vì vậy trong đường với quốc gia đường thế giới hiện nay mình còn được cái tiếng tâm với tham bảo, còn được đi cùng nhau trên con đường nào là mình rất hạnh phúc. Đó chính là niềm tin, niềm tin của tham bảo. Cho nên cái thầy nhân hóa gia cái thứ gì là cái niềm tin của mình là niềm tin từ lúc mà mình phát niệm đến lúc mà cái hơi thở cuối cùng mình còn giữ được cái chiếc áo của người tôi, còn đối với hàng tên Phật còn giữ được chi áo, còn tôi còn được niệm Phật còn được đi lên, thì cái đó là quý hơn vàng bạc của thế gian. Đó là niềm tin nhận như vậy. Thế dù vậy, dù mình tu pháp môn nào cũng có cái gì mà mình tu thiền tông thì mình quay chung nhiều thiền tông, còn tu vô lên thiền độ mình quay các niềm tin để cái thế giới của mình cả với phật nhà. Nhưng mà niềm tin đó phải trải qua thời gian thì mình biết rằng người đã phát niềm tin sâu đó là mình biết không. Nhưng mà đối với các môn niệm phật mình nó dễ dàng thành tựu, đối với các cụ là đối với cái hàng trên thế hiện nay ấy. Thì trong quá trình tu tập kinh nghiệm của mọi người tu khác nhau, bởi vì mỗi hành giả có mọi hoàn cảnh khác nhau. Đối với hàng thứ trước của Phật, mỗi người cũng có mọi hoàn cảnh khác nhau. Đó, thì trên con đường tu tập thì mình như cũng mong sao nhiều lúc chúng ta gặp khó khăn, nhưng mà cũng chúng ta đừng có quên đi mọi loại tâm bảo là cái điều đó là mình cũng mong cầu mình như được cái khác thì tu tập cũng mong cầu. Bởi vì tu hành là một việc rất là khó, mà các cụ nói niềm tin như vậy thật sự sau này mình nghiên cứu có một cái điều kiện ai mà thắc mắc trước kia mình sẽ đánh một việc đó ra này, thật sự tôi luôn cũng rất là khó mà các cụ bên một cái chiếc thắng nội đang như vậy và hàng thì nó trong một cái đi vào một đàn này để mình thấy hạnh phúc, đúng không các cụ? Mong sau này đúng chưa? Nếu mà chúng ta còn thấy nghiên cứu được bệnh thì chắc chắn là để ký lên thân tập nhà thân sinh vô của viên học viên rồi trước hết pháp hội chúng ta cùng thầy cô học để mình hiểu biết và mình hơn. Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự rất thay hôm nay đại chúng và tràng chùa thiên đường chúng con không biết chúc phúc nhân duyên từ khi nào mà hôm nay chúng con như mùa Vu Lan báo hiếu cũng là mùa tự tứ tăng chúng và thiết hạ an cư đến ngày tự tứ. Hôm nay thầy trò chúng con đã được đầy đủ duyên lành được nghe đón quý thầy về nơi chốn cổ chùa Thiên Liêu, và dù rằng thời gian của quý thầy ra đây rất là quý hiếm, nhưng quý thầy vẫn dành cho đạo tràng chùa Thiên Liêu chúng con một sự yêu ái và có một lời pháp thoại, và quý thầy đã xét tấn cho chúng con lên
chúng con không biết nói gì đây, mà chúng con chỉ một lần hướng về Tam Bảo, hướng về quý thầy. Chúng con xin thay mặt đại chúng chùa Thanh Liên, chúng con xin thành kính kính chúc trên quý thầy pháp thể Kinh An Bồ Đề Tông tăng trưởng chúng sinh độ Phật quả viên thành. Đấy là cái lời chúc chung. Nhưng con cùng với đại chúng chùa Thanh Liên vẫn có một lời kính chúc quý thầy riêng, đó là chúng con cầu nguyện trên quý thầy có một sức khỏe vô biên, độ chúng sinh vô tận. Và ngày hôm nay thầy cho chúng con cung đón quý thầy còn chưa được như pháp, chúng con cũng thành tâm cũng lê đầu cầu xin sám hối. Và chúng con xin quý thầy hoan hỷ bố thí cho thầy cho chúng con xin được thành tâm sám hối. Và những người dặn dò sát tấn, chúng con xin y giáo phụ hành. Xin đại chúng nói theo thầy: chúng con xin y giáo phụ hành, 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 chúng con xin y giáo phụ hành. Và chúng con thành tâm xin được đi đầu để lễ cúng dường quý thầy tạm bái. Namo Ajahn Phật.